Từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ liên tục trúng lộc biển. Tại Phú Yên, trung bình mỗi ngày một tàu đánh cá đánh bắt được từ 1 đến hơn 3 tấn xúc biển, thu từ 5 đến 10 triệu đồng. Trúng lộc biển đầu năm, ngư dân phấn khởi, hy vọng một năm đánh bắt thuận lợi, tự tin vươn khơi bám biển. Ra khơi từ 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều, những ngày qua các tàu cá của ngư dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tấp nập ra vào cảng cá Dân Phước, chở nặng rút biển. Tàu ít cũng được 1 tấn, nhiều thì hơn 3 tấn, với giá bán 5.000 đồng 1 kg tại cảng. Sau khi trừ chi phí, trung bình 1 tấn, ngư dân thu lãi khoảng 4 triệu đồng. Bữa Tết này là bà con đi mua biển đầu năm là cũng được mua, mong cả năm nay cứ được mua luôn cho bà con, cao khám khét. Có ghi tấn, có ghi 2-3 tấn. Nói chung là năm nay được mùa ruốc, từ trong năm tới nay là được mùa ruốc. Thu nhập em có bữa 7-8 triệu, bữa được 10 triệu, bữa mười mấy triệu, bữa 5 triệu cũng có. Tuy giá ruốc không cao và dao động từ 5 đến 7.000 đồng 1 kg, nhưng nhờ sản lượng lớn nên ngư dân nào cũng có thu nhập khá, liên tục vươn khơi. Mùa 4 thì mua được 4 mấy tấn, mùa 5 mà cũng mua được 5 mấy tấn, ngày ve cũng mua cũng gần 60 tấn. Nói chung là con ngư là 2-3 triệu, con ngư 1 triệu mấy vậy á, còn con ngư là 8-9 triệu, nó cũng đều đều vậy, còn mấy cái chiếc nó trúng á, cũng 20 triệu hay mấy triệu. Năm ngoái, gió mùa kéo dài, ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ gặp nhiều bất lợi vì sản lượng khai thác hải sản đạt thấp, trong khi đó lại chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, làm giá cả các mặt hàng thủy sản giảm, khó tiêu thụ. Đầu năm mới, với những chuyển biến được mùa như hiện nay, ngư dân hy vọng cả năm gặp nhiều may mắn trên biển.